có ngày cuối tuần nghỉ không thi đấu vì La Liga quyết định hoãn, thầy trò Ancelotti đã có sự chuẩn bị nhiều hơn. Dưới đây là những nhận định Sakta với Real Madrid bảng DCHAMPIONSLEAGUE 2021 phần 22. Nhận định Sakta với Real Madrid, coi chừng địa chấn kền kền trắng đang đứng thứ hai bảng D sau một thắng một hòa, trong khi Sakta chỉ có một điểm sau hai lượt trận đã qua, đứng bét bảng. Ở bảng đấu này, Real Madrid đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại Inter Milan tối thiểu ở trận mở màn. Nhưng tới lượt thứ hai, họ bất ngờ để Sheriff đánh bại, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Giờ là lúc Los Blancos cần lên tiếng ở lượt trận tiếp theo, chuyến làm khách tới Ukraine để chạm trán Sakta. Đoàn quân của Carlo Ancelotti đã nghỉ thi đấu từ sau thất bại trước Espanyol ở trước loạt trận triệu tập đối tượng quốc gia tháng 10. Cuối tuần qua, trận đấu giữa họ với Athletic Bilbao đã bị hoãn lại. Ngay sau lượt trận giữa tuần này, Los Blancos sẽ có trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu mùa giải, trận El Clasico với đối thủ Barcelona vào cuối tuần. Tất nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn phải dành sự tập trung tối đa ở Champions League trước đã. Dù vậy, việc lịch thi đấu bị gián đoạn, cộng thêm những chấn thương từ loạt trận quốc tế vừa qua, Real Madrid đang không có sự chuẩn bị tốt nhất. Những Carvajal, Mendy, Ceballos, Isco, Eden Hazard hay Gareth Bale vẫn đang gặp chấn thương. Những Militao, Camavinga, Asensio hay Mariano đều chưa đạt thể trạng tốt nhất. Niềm vui với Ancelotti chỉ là họ đang sở hữu một Karim Benzema rất xuất sắc.